Hello, xin chào mọi người nha. Hôm nay mình sẽ đi tới vườn dâu Cúc Họa Bi để mình đi hái dâu nhé mọi người ơi. Mời cả nhà đi hái dâu cùng với em nha. Đây, bây giờ mình sẽ đi hái dâu nhé cả nhà. Nguyên vườn dâu này cả nhà. Đó. Bây giờ em sẽ đi lên trên đó em hái nha cả nhà. Đi thôi. Dạ dạ. Hôm nay với anh mình sẽ cùng nhau đi hái dâu. Rồi, cùng đi thôi. Đây. Đây đây là vườn dâu mà cô đó là kêu. Đây 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 nha cả nhà. Đây mọi người. Đấy, nguyên vườn dâu này. Đó. Rồi giờ mình sẽ đi lên trên vườn kia để mình hái dâu nha. Rồi cùng đi thôi. Đây cả nhà, đây là vườn hoa nha, mà mình không biết đây là hoa gì. Đây là bông gì chú? Salem. Đây là bông salem nhá cả nhà. Đó. Khoa cho mọi người xem một vòng. Đi thôi, hái dâu thôi. Đây cũng là vườn hoa salem nhé cả nhà. Nhưng mà cái bông kia là nó màu tím, còn cái này nó là màu trắng. Hãy quay cho cả nhà mình xem. Thế là vườn dâu đó mọi người. Đi Đà Lạt thì không thể nào mà quên không đi hái dâu được. Đây, quay con ba. Đây chúng ta đã tới vườn dâu rồi đây. Đó, dâu đấy, mới hái đó. Rồi, đi hái thôi. Đây, mời các bạn đi cùng mình. Đây. Một anh dông nông dân siêu tí hon. Hái được nhiều chưa? Chưa, nãy giờ mới lên à. Đây. Một trái đầu tiên nha các bạn. Chạy à? Chạy đâu? Đây, mình sẽ hái trái dâu đầu tiên. Xem nó như thế nào nha cả nhà. Đó. Dâu này thì nó mới cấy nhé cả nhà, còn đang còn vẫn còn đang còn nhỏ. Đây, mình sẽ hai quả thứ hai. Được,
Đó, dâu này. Hai tay vượt luôn nha. Em được nhiều chưa em? Em được chừng này nè, em được quá to thôi. Em không thấy. Hơi bị đẹp luôn. Đây. Các bạn ơi, giờ mình sẽ ăn thử trái này nha. Đây, ba bỏ lấy xuống. Rất ngon nha các bạn, không có bị chua. Cũng rất là ngọt. Đó. Đâu, giờ lên coi coi. Đây là đặc sản của Đà Lạt nha mọi người. Nếu mà chúng ta mà đi Đà Lạt mà chúng ta không đi hái dâu hoặc là chúng ta không ăn dâu thì không phải là đi Đà Lạt đâu mọi người. Ui trời ơi, đây mình thấy có mấy trái dâu rất là đẹp. Ui, nằm đã chưa? Hai đi em, chỗ này này, mấy trái này. Đó. Trái này cũng được này. Quả này bị hư.